Ba em nghe theo tiếng sóng. Ồ, nghe tiếng sóng hả? Dạ, như tiếng sóng vỗ bờ gần xa đó ba em biết. Ôi trời. Ngày vậy được khoảng bao nhiêu tiền? Trung bình thì ngàn trăm ngoài 200 mà. Bây giờ thì hình ảnh mà Bùi Hồ có thể thấy được á là một cái chiếc thùng nổi của chú thôi. Còn chú thì lặn ngập ở dưới sông một ngày, ở dưới biển mỗi một ngày như thế á là khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ luôn á, đúng không chị? Dạ. Hoa bằng tím một trời thương nhớ. Ba hòn cò đẹp lắm thở quang sơ. Gió mùa đông nghe con sóng xô bờ. Em buông tóc ve sầu réo trong gió. Hạ thương ơi tình đầu anh chưa ngỏ. Nhàn bay về trên đỉnh núi Mo So. Mỗi một ngày như thế thì chú lặn là bán được bao nhiêu tiền? Bữa nào mà nhiều thì cũng được 200 mấy 300. Còn trung bình thì ngày 100 ngoài 200 mà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang. Và ngày hôm nay thì có mặt tại một cái khu bãi biển như thế này á. Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị có một người chú. Năm nay tuổi cũng khá là cao. Và cái nghề sinh sống của chú hàng ngày đó là chú mò cua bắt ốc, bắt những cái con cá dưới biển như thế này nè. Mà nếu như mà một người bình thường thì Bùi Hồ không có giới thiệu với cô bác quý anh chị chứ, để chi. Mà chú á, thì bị khiếm thị của đôi mắt. Nhưng mà hàng ngày chú vẫn mưu sinh. Và để biết gõ thật hư cái câu chuyện đó và cái biệt tài của chú như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng gặp chú chính ha. Phương Hội An. Chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Ba em Tết này 59 rồi Tết. Bây giờ đang 58. 59 tuổi ha. Dạ. Là chú bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ giờ hay sao? Dạ bị ban hồi lúc 6-7 tuổi mới bị anh. Dạ. Thì chú hiện nay là chú sống với chị là con thứ mấy của chú? Dạ con anh em à. À còn vợ của chú đâu? Dạ ba em không có vợ. Em là con nuôi à. À chị là con nuôi hả? Dạ. Vậy là có ở gia đình là có mấy người chị? Em ở ba em hồi nhỏ thế giờ. Chị ra đây đi chị. 10 tuổi. Là ngày xưa nhận làm con nuôi. Dạ. Nhưng mà chú là làm nghề mò từ lúc nhỏ giờ luôn hay là chỉ mới sau này thôi? Hồi nhỏ ba em là đi biển. Dạ. Đi biển mướn cho người ta với anh em rồi sau này mới về không đi biển khơi nữa mới làm lặn này mười mấy năm nay. Rồi xưa cũng đi biển mà cũng lặn ngoài khơi đi với mướn. Chú lặn ngập mỗi một ngày như vậy là mấy tiếng hả chị? Bữa nào im á, mà có đồ á, thì lặn thời gian ngắn cỡ 3-4 tiếng à. Còn không có đi cỡ 5-6 tiếng. Chị tên gì ha? Em tên Kim Vui. Chị Vui, chị là con nuôi thôi. Dạ. Mà thấy chú lặn như thế này nè, rất là cực luôn á. Mà làm sao chú phân biệt được chỗ nào là có tôm ốc nha chị? Ba đi lặn với là ba quen. Dạ. Theo coi theo dùng đá, dùng đất rồi ba biết. Mỗi một ngày như thế thì chú lặn là bán được bao nhiêu tiền? Bữa nào mà nhiều thì cũng được 200 mấy 300. Còn trung bình thì ngày 100 ngoài 200 mà. Dạ. Sáng nay thì Bùi Hồ với lại em nhân chứng có điện cho chú thì 5 giờ sáng là chú đã lặn rồi. Và chú đã cũng có được một ít rồi hả chị? Dạ. Hôm nay giờ này thì quay để cho cô bác quý anh chị thấy chú lặn mò có là như thế nào luôn nè. Nước biển cũng sâu quá ha chị ha. Dạ ở đây lội ra cỡ ngang khỏi mắt cá một tí à, ngang chỗ này tại nó liền mà. Nhưng mà đối với chú là một người khiếm thị như vậy á thì đâu có phân biệt được biển nó xa hay gần, thì không có thấy được là lỡ ngay cái nước sâu thì sao chị? Ba em nghe theo tiếng sóng. Ồ, nghe tiếng sóng hả? Dạ, như tiếng sóng vỗ bờ gần xa đó ba em biết. Ôi trời. Chỉ hay... khi trời im quá, im lặng luôn á thì ba không có định hướng được chứ. Thổi thì như có sóng thì nó đánh hướng vô bờ được ba em định hướng được. Dạ. Có lần nào mà chú đi như thế này này, có lần nào chú gặp nguy hiểm không? Ở vùng này thì nó nguy hiểm bị cái này nọ thì không có bị, mà bị trôi giạt ra ngoài thì bị. Trôi chẳng hạn giạt ra khỏi cái phao ngoài đó một tí vậy đó. Dạ thì em nói sợ trường hợp chú chính bị vậy á. Dạ có, bị hai lần rồi, đi bên chỗ hồi nãy bên quán bên kia đó.
Dạ. Trời im quá, cái nước chảy, nước đổ mạnh ra, cái ba không có định hướng được. Dạ. Nó trôi ra khơi. Dạ. Ở lúc đó chú làm gì ta? Lúc đó ba em đứng đợi coi có ghe chạy ngang không, hay là nghe tiếng xe trong bờ, hay là có người nào kêu không á. Dạ. Đặng mới biết đường lội vô. À, chú lội càng ngày càng xa kìa. Dạ, lội ra. Cái đường này mình đi được không ta? Dạ được, nó liền mà tại nước lớn nó ngập gì đó. Dạ. Chị vui đi với em được không? Được, đi săn quần lên đi được. Đi đi nha. Đừng quay dính lên em cầm. Đi trước đi chị coi. Chị coi nói là năm nay là chị bao nhiêu tuổi? Năm nay em 35 tuổi. Mà làm sao mà chị, cái duyên sao mà chị nhận chú làm ba nuôi? Tại chú là ba, chú với ba em là ba anh em ruột. À. Rồi xưa ba em mất em còn nhỏ đó. Rồi dạ. Nhà anh em đông cái em thấy chú không có ai, em về em ở với chú. Dạ. Nhà có chị với lại chú với lại ai nữa? Với con gái em. À, ở chồng chị? Chồng em thôi rồi, Tết tới giờ rồi. Thôi hả? Dạ. Ồ, vậy là hàng ngày cái công việc của chị là làm gì chị ơi? Ừ, em chở ba đi làm nè, rồi về đi căn đồ bán với đưa con đi học. Chị nói là chú mỗi ngày về được khoảng bao nhiêu tiền? Trung bình thì ngày 100 ngoài 200 mà. Bây giờ thì hình ảnh mà Bùi Hồ có thể thấy được á là một cái chiếc thùng nổi của chú thôi. Còn chú thì lặn ngập ở dưới sông một ngày, ở dưới biển mỗi một ngày như thế á là khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ luôn á, đúng không chị? Dạ. Có bao giờ là chị nghĩ rằng là sẽ kiếm một cái nghề gì đó khác để mà chú không lặn ngập ở dưới biển này nữa không? Kiếm mà khó lắm anh ơi, ba em kiếm thị, ba em không biết sử dụng tiền. Rồi ba em không đi lặn lâu rồi, cái lỗ tai bị điếc không có định gì, nghe được rõ đâu. Như đi dạ. Chỗ nào mà đông người quá ba em không có định hướng được để đường đi đâu. Dạ. Bởi vì làm nó khó. Còn làm những việc được thì có khi chậm quá người ta cũng không mướn nữa. Như ba em chẳng hạn đập đá nè, chẳng hạn như buộc lưới rồi nè. Rồi thì ba cũng làm được, nhưng mà buộc tới 3-4 ngày mới được, tay có 200 ngàn, 100 ngoài ngàn à, cũng không đủ sống. Ba cũng làm nhiều nghề lắm mà có cái nó không đủ sống, như cái nghề biển. Nghề biển thì lặn vậy nó thiếu, nhưng mà nó không thiếu nhiều như mình làm nghề bờ. Chị nãy chị nói là bao nhiêu tiền là em nghe không rõ, 200-300 hả? Một ngày chú lặn á? Làm trung bình là ngày 100 ngoài 200. À. Thì lâu lâu mới được khoảng là 200-300 trở lên, lâu lâu mới được. Dạ. Vì cái cuộc sống mưu sinh mà chú năm nay là 50 mấy hả chị? Dạ, Tết nữa thì mới 59 về, 59 ba em 58 tuổi. Mà chú phải từng ấy tuổi mà ngày lặn ngập ở dưới biển 3-4 lần luôn để mà kiếm đồng tiền. Có khi buổi sáng sớm đi đẩy guốc mà trời mấy bữa nay lạnh quá à, không có đi lặn, đi đẩy không à. Chú đi đẩy guốc nữa hả? Dạ. Ôi trời. Sáng sớm vậy thì đối với chú có lạnh dữ không chị? Lạnh chứ trời, anh nước Bắc này nó lạnh như nước đá vậy đó. Nhưng mà cuộc sống thì lúc nào có thì mình cứ đi làm vậy thôi chứ. Nãy giờ dính được nhiều chưa chú Chính ơi? Mấy con ơi. Cá hay là ốc? Cua. Khi nào mà có cá thì chú dơ lên cho con xem với nha. Ừ. Cá với cua. Nghe chú Chính. Sao chú biết là chú quay lại ta? Biết nước chảy ba lặn không được, ngay chỗ đó nó chảy là trôi ra ngoài, nước đang nước lớn. À, chú lặn nó bị trôi ra ngoài rồi thành thử là chú thấy chảy nên chú phải lội vô. Dạ, ba em biết nước chảy. Cái này là vì cái khả năng mưu sinh của chú mà chú phải lặn ngập như vậy, chứ không phải là chú đam mê chú thích thôi chị? Cũng có đam mê anh ơi. Đam mê rồi ba, bởi đam mê rồi làm biển rồi ba đi làm nghề khác không được. Ba thấy cái nghề này làm dễ có tiền mà với biển nó, chứ nhiều khi biển nó có cái cuộc sống nó lý thú hơn làm trên bờ. Dạ.
có bao giờ thì chị nghĩ rằng là bao nhiêu tuổi thì chú sẽ nghỉ làm cái nghề này không? Tại vì đối với em á thì tuổi chú cao lắm rồi. Đối với một người làm biển thì 60 tuổi thì cũng khá là cao. Thì tay nói... chân thì nó khớp rồi, nó không có giống như người trẻ nữa, lúc mình còn trẻ nữa. Dạ. Thì có bao giờ chị nghĩ rằng là sẽ cho chú nghỉ làm cái nghề này không? Thì em cũng nói với ba, nhưng mà ba nói khi nào ba làm không nổi thì ba nghỉ vậy đó. Cha cũng không biết chừng nào ba sẽ nghỉ. Thì ba nói như còn đam mê, còn sức thì cứ làm cái gì thôi. Dạ. Nhưng giờ biểu ba đổi cái cuộc sống thì ba đổi cái cuộc sống, ba không thích cái nghề khác. Dạ. Ô con sứa kìa. Không phải cái cục cá. Ờ đó con sứa đúng rồi. Một cái con sứa cực kỳ to luôn. Trời ơi. Nó ngứa lắm đó. Cái con sứa như cây nấm vậy á. Dạ. Cái đó là người ta gọi là sứa thúng á. Dạ. Nó ở biển này nó tới 4-5 loại sứa nữa. Bây giờ chú lại đi vô à? Dạ ba em vô. Nhà của chị thì có ba người thì lao động chính là chị với lại chú hả? Ba em là chính chứ em đâu có làm ra tiền đâu. Ồ chị không làm ra tiền luôn hả chị ơi? Dạ em chỉ đưa ba đi làm với ở nhà đưa con đi học với làm việc nhà thôi. À. Hồi nào tới giờ em ít có đi làm ngoài lắm. Mình có thuộc hộ nghèo gì không chị ơi? Dạ hồi có được hộ nghèo rồi sau này cái ba nhà nước cắt cho ba lúc ở trên Dương Hòa. Dạ. Được cái ngôi nhà. Có con gì cho con coi với chú vậy? Chính ơi. Thoát nghèo rồi. Đâu giả lên con coi với. Đâu? Coi đổ ra coi được cái trong xe coi được. Muốn coi phải đổ ra ngoài coi mới được. Dạ. Ồ, cơ bắp của chú lực lưỡng ghê luôn á. Ôi trời ơi, sao 59 tuổi rồi. Chú cởi áo ra nè, cái ngực của chú nè. Ôi trời ơi, đi ra người máy luôn á. Bây giờ đổ ra ha chú. Ừ, em coi phải đổ ra mới thấy được. Dạ. Lạnh dữ không chú? Qua chú đây nhà ngoại ơi, vô trong này ngoại ơi, đổ mới được. Sống thì thời gian mà sống lâu thì không quen. Như đây, đây đây. Đây đây, đây tới tí ngoài. Khi trời gió đông thì nó lạnh, chứ gió này thì chưa lạnh. Rồi, ngoại để ở đây đi con múc nước, con múc cá luôn. Chị cô cho em mở cái mic. Đây là thành quả của chú từ sáng giờ đó hả? Ừ, sáng giờ rồi. Cua đá. Cá bóng mú nữa kìa. Ủa cá mang ớt, cá mặt quỷ. Chú phân biệt được cá nào luôn hả? Con biết được cả trăm loài cá luôn. Ôi trời ơi. Kìa cua nó bò kìa, bắt cua vô đi chị. Với sáng nay với một cái lượng mà cá cua như thế này thì mình bán được khoảng bao nhiêu tiền ta? Trăm ngoài à. Vậy hả? Dạ. Hỏi thiệt tình với em có từng thấy cái mặt quỷ chưa? Dạ rồi. Dạ. Sáng giờ là chú Chính là lội bao nhiêu tiếng rồi? Lội hồi nhắc mấy giờ hay sớm? 5 giờ. Bây giờ là gần 9 giờ rồi. Ôi trời. Cá đó là bán bao nhiêu tiền một ký? 1 ký 100 ngàn anh. Dạ. Ba
ba con này chắc được 20 ngàn. Chú Chính không có thấy đường vậy thì sao chú không rủ bạn đi lặn cùng để mà đỡ nguy hiểm? Không, làm hồi đó giờ bây giờ đi lại trên thành đường, ngày xưa đi ghe thì lặn có nhóm. Dạ. Còn bây giờ đi lặn mình mang cái thùng đi rủ nó đi nữa thì mình lặn không được nhiêu đâu. Dạ. Có người bắt con nó hết. Dạ. Không có được nhiều. Chứ ngày xưa mà đi ghe đó thì đi có nhóm 5-6 người đi một ghe. Chị vui chia sẻ rằng là chú năm nay là đã 59 tuổi rồi hả? Thì thấy Tết này là 59 nè. Dạ, chú sống độc thân từ nhỏ giờ luôn. Độc thân nhỏ giờ. Lúc còn thằng nhỏ, lúc còn trẻ là đi ghe biển, biển khơi. Rồi không thấy đường sao chú đi được? Làm rất tốt. Đánh cá, xẻ cá, buộc lưới, đánh câu là làm rất tốt luôn. Bình thường. Nhưng mà con có nghe nói á, là những người mà ví dụ như mà bị khiếm khuyết về một bộ phận nào đó trên cơ thể thì những cái giác quan còn lại sẽ hoạt động rất là tốt. Điều đó có đúng không chú? Có thể vậy. Bởi vì đôi mắt thì nó không thấy mà, nhưng mình nhờ có cái lỗ tai. Lỗ tai mình nó có cảm giác là mình nghe được cái tiếng, phân biệt được cái tiếng con cá kêu, rồi nghe được tiếng sóng bờ, rồi nghe được cái tiếng động ở trên bờ, rồi mình phải biết nó cái vùng nào đó. Dạ, tức là nào. Khi mắt mà không còn hoạt động được á, thì lỗ tai sẽ nghe rất là rõ. Chú nghe được. Chú có thể cảm nhận qua những cái giác quan khác, những cái bộ phận trên cơ thể của chú á, cũng sẽ hoạt động tốt hơn nữa. Cái phân biệt được gió nhiều, cái loại gió chướng, gió nam, gió bắc, gió đông là nó khác nhau. Mình nghe mình biết được cái mùi gió gì. Như hôm nay là gió gì chú? Bữa nay là thổi gió... Hồi sáng thì đi thổi gió đông, mà bây giờ chắc gió thổi nó nằm trong quá. Gió nằm trong. Dạ. Chứ hay chưa? Dạ. Nó gió nam mà nó cũng nó 3-4 cái loại gió nam. À, gió nằm ngoài thì bên đó qua là gió nằm ngoài. Còn bên đó qua nằm ngang, qua đó nằm mặt trời. Nó xây dựng tròn 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 vậy á. Giờ tới nằm trong là nó kế nằm mặt trời. Thì tới hướng bắc. Hay quá. Ví dụ như khi mà chú đi mò cá như vậy thì mình có phải đoán cái hướng gió đó để mà mình biết là cái luồng cá hoặc là cái hải sản nó đang di chuyển như thế nào không? Cá thì mình không biết cái luồng của nó, nhưng mà mình lặn xuống mình nghe cái tiếng nó kêu mình biết cá gì. Trời. Mình biết cá gì nó ở trong cái chỗ, cái khu mình, chỗ mình bắt thì mình gom lưới á, nó nằm trong lưới mình á, mình nghe tiếng nó kêu biết cá gì. Chú nghe tiếng kêu là biết loài cá gì luôn. Biết cái gì, nó giống như tiếng người ta trên bờ vậy đó. Mà chú phân biệt được bao nhiêu loài cá như vậy ở dưới biển á? Nếu mà phân biệt được nghe tiếng kêu á, phân biệt cá mà kêu á thì cũng được vài chục thứ, vài chục loài. Dạ. Còn nếu con cá ở trên bờ mà phân biệt ra như tên thì có cả trăm thứ, trăm loài cá luôn. Ví dụ như chú có thể ví dụ một vài tiếng kêu của vài loài cá được không chú? Con cá là như con cá mang ếch này, là chân cọc 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 cọc, rồi cái con thì nghe cái ộp là hai loại, cũng như là loại cái cá đực. Dạ. Rồi còn cái út thì ụt, cái ốp thì kêu ọp, còn cái liệt kêu kẹt. Nó vậy. Hay vậy, chú có thể nghe được tiếng của loài cá nó kêu dưới nước. Nó như tiếng trên người ta trên bờ vậy đó. Còn cái con cá mặt quỷ mà chú mới vừa bắt này, con cá này là con cá mang ếch. Con cá này nó kêu ụt nè. Ủa, nó là cá mang ếch. Mang ếch chứ không phải mặt quỷ nó gai không à. Mà quỷ là nó gai trên đầu, nó toàn là gai không, hai cái mang gai gió nó sừng ra, nó chia ra nè đó. Dạ. Đó là cái mặt quỷ, nó ghê lắm. Con cá mặt quỷ là thấy sợ, toàn là gai đầy mình hết. Nhưng mà khi mà chú lặn ở dưới á, thì sẽ có những cái con vật nó cũng nguy hiểm, tức là những loài cá ở dưới nó cũng gây nguy hiểm cho con người, hoặc là những cái loài sinh vật ở dưới đó, thì lúc đó chú có nhận diện được nguy hiểm không? Chú có biết được để chú tránh không? Chứ nếu như mình bắt nó, ví dụ như nó chích, nó cắn mình sao? Nó cũng như con đẻn á, nó vô hang á, là mình thọt tay vô nó, mình biết. Nó nằm, nó khoanh, nó trống mà nó, cái da của nó mướt mà mướt trơn. Mình thọt tay, mình cảm giác, nó biết, nó của nó là con đẻn chứ không phải con cá. Mình lấy tay nhẹ ra, đừng cho nó dừng, cho nó giật mình. Còn con cá trơn thì nó cũng có hai loại, một trơn mà loại trơn nhớt là nó có cái nhớt ở bên ngoài, còn loại trơn như cá ngát rồi là nó trơn đều thôi, nó trơn không có cái độ nhớt đó, cũng là cá trơn. Là mấy con đó là độc quá hả chú? Không có, con cá ngát thì nó có ba gai đâm vô như rất nhất. Dạ. Nhưng mà mình nếu mà mình lừa cái cách nó bắt nó được thì bắt, còn không phải lấy tay cho nhẹ ra, đừng cho nó giật mình, nó quậy cái trúng nó vô tay.
nó nhức dữ lắm, nó nhức vô tới tim không nổi. Cái đó đâm vô là phải nói là đi bác sĩ luôn á. Nó nhức mà khủng khiếp luôn. Cái ngét là vua độc mà gai của nó. Còn con đẻn thì sao chú? Con đẻn thì nó cắn mình. Cái loại đẻn cá thì nó cắn mình thì không sao. Mình còn đắp thuốc rồi thôi. Chứ không. Còn con đẻn cườm là cắn mà chạy thuốc không kịp là chết. Nó có bao giờ chú đã gặp những cái nguy hiểm đó chưa chú? Nói đi biển này thì gặp đủ thứ hết trơn á. Có con cá là con cá như con cá đuối mà đuối bông bông đá kia của đuối nhiễu á, là nó đâm một cái cũng như là mình đạp vô trong cái bô xe. Nó phỏng một cái là nó lột nguyên một cái về da, lột da hết trơn, nguyên một cái lớp da. Chỗ nào bị nó đâm là chỗ nó lột hết lớp da, cái khu nó nhức tới chỗ nào lột hết lớp da đó. Quá nguy hiểm ha. Phải đào tới mức đó đó. Nhân có biết không, có nguy hiểm như thế này nữa nè. Đối với người thấy đường thì người ta có thể là biết chỗ nào sâu, chỗ nào cạn. Còn đối với chú thì không có phân biệt được. Đôi khi chú bị mấy lần mà bị cái trận gọi là lạc ra cái vực sâu. Thì lúc đó thì chú xử lý như thế nào chú Chính? Thì mình cho nó nổi lên là mình cái nghe cái tiếng từ từ, nghe cái tiếng ghe chạy. Cái phân được tiếng gió từ từ mình vô. Tại vì là chú lội trên là không có chìm. Căng hơi rồi nó không có chìm khỏi cái ôm phao. Là nó từ á, mình nghe phân biệt được có tiếng gió nó với tiếng ghe ta chạy vòng qua vòng lại á. Phải nói là thực sự con rất là nể phục chú luôn, bởi vì một người mù ở trên mặt đất á thì người ta sống trong một căn nhà hoặc là người ta đi ra những cái con đường quen, người ta có thể nhớ từ từ thì đi rất là dễ, còn ở biển thì gọi là muôn trùng sóng gió luôn. Thậm chí một người như anh em mình đi anh Hồ, đúng không? Mình đi xuống đó nhiều khi mà mình còn muốn mất phương hướng nữa đó. Chứ đừng nói gì mà đến một người như chú. Bởi vậy thực sự rất là nể phục chú. Chú đi chú không hề thấy được gì hết, nhưng mà chú vẫn biết đường để chú vào. Khi mà mình xuống thì mình sẽ định hướng như thế nào mà mình biết được đường hả chú? Đi là mình phải định hướng theo cái gió gì. Lúc mình xuống biển, mình đi xa, có khi mình đi xa hàng cây số, hơn cây số, mình trở về được. Mình là nhờ cái mình là phải coi chừng mình, lúc mình lặn mình coi chừng cái gió nó có đổi hướng không. Đã đổi hướng thì mình về nó không trúng vô cái chỗ cũ nữa, vô cái bến cũ nữa đó. Chứ không cách nào mà mình nhớ được cái bước nổi trơn á. Tại vì khi mà đi mò như thế này đó, con cứ nghĩ rằng là sẽ có một người định hướng cho chú, ví dụ như là chị. Nhưng mà chị nói là chú là tự đi mò, đến giờ là rước chú về thôi. Thì cứ đi hoài vậy, mình cái định hướng tiếng gió tiếng sóng mình đi, mà đi về mình cũng biết cái tiếng sóng nó tới ngang chỗ nào nữa. Con thấy tay chân của chú thì bị sẹo rất là nhiều. Đây là những cái vết thương trong lúc chú đi hay như thế nào chú? Cái này là đi bắt con cua con cá nó trong hang á, bắt vô trong hang mình kéo nó ra cái nó xước vô tay, xước cái đá vô tay. Ở dưới đá hào mà, đá gai mà. Anh Hồ nhìn tay chân của chú nè, gần như là chi chít những cái vết thương luôn nè. Kiểu mà đi vô những cái bụi gai rồi vậy? Không có, mình vô trong đá này nè. Cái đá này là nó gì đó, nó bén nha. Dạ. Tụi con muốn chia sẻ với chú như thế này nè. Có bao giờ chú nghĩ rằng là đến thời điểm nào đó chú ngưng làm cái việc này không? Chú thì cũng định khoảng cỡ 10 năm trở lại nữa thôi. Dạ. Chứ không hơn nữa. Bởi tới cái tuổi 60 thì nó sắp tới rồi. Mình 10 năm nữa thì nó cũng gần 70. Thì lúc đó thì chắc cũng phải nghỉ thôi. Giờ chú sống ở nhà với ai hả chú? Sống với con gái với cháu ngoại. Cái nguồn sống ở trong gia đình đó là phụ thuộc vào chú hay là của mọi người nữa? Thì đi bắt bữa nào ăn bữa đó nè, bữa nào nhiều thì dư ít đỉnh lại, còn bữa nào đủ thì ăn thì gì vậy thôi. Chứ đâu có cái nguồn thu nào khác nữa. Chú bắt gì 10 năm nữa, vì mưu sinh hay là vì đam mê với lại cái nghề biển? Cái này vừa mưu sinh mà vừa đam mê luôn nữa. Tại yêu biển. Mấy đời làm biển rồi, bây giờ xa biển được. Muốn đổi cái nghề khác được. Dạ. Nếu như có một người nào đó mà hỗ trợ chú về kinh tế đây đến 10 năm nữa, thì chú có thể nghĩ làm nghề biển này chú chịu không? Nếu đổi được cái nghề mà sống trên bờ được, mà có cái đồng tiền mà sống được để không lây làm nữa, thì chắc cũng phải đi thăm biển. Chứ không lặn cũng phải đi ra thăm biển. Nhớ biển hả chú? Nhớ biển. Nhớ tiếng sống. Dạ. Nhưng mà làm sao được vậy? Đời này đâu có cái mơ ước được đơn giản gì.
Vì sao là chú có tình yêu đối với biển như vậy? Tại vì cái thời nhỏ sống ở biển quen rồi. Có những trận đi ngoài ra ngoài đi ghe xưa, đi ghe lớn đi ngoài đánh bắt cái ngoài khơi á, gặp những cơn bão về mà ghe nó leo nước nó muốn chìm á, có chết, có là một lần chìm ghe nữa. Có một lần chìm ghe ở ngoài đảo quan đảo nữa, nhưng mà cũng không bỏ biển được. Trong những cái lần mà mưu sinh của chú á, thì cái lần nào mà cho chú nhớ nhất đến cái thời điểm hiện tại này chú? Nhớ nhất là một lần là đi ghe trời gió chướng, ghe nó bị lên trên cái đảo quan nó chìm rồi ngồi trên nhịn đói tới trưa mới có ghe nó chạy ngang, mới nó quắt nó lại mới lội ra. Dạ. Lúc đó đi ghe thì còn đi bạn ghe, người ta ba người nhịn từ sáng tới trưa luôn, không có cơm ăn. Dạ. Cũng như là nhịn suốt một đêm nửa ngày luôn. Ôi trời ơi. Ăn cơm buổi chiều rồi ăn cơm sớm, có lưới về khoảng 2-3 giờ ăn cơm. Ăn cơm rồi là sáng đi kêu người ta công nó đợi thổi nó khoan đánh. Mà nó không chịu, nó chạy đi ra ngoài sóng kia, bắt đầu ghe nó lật. Nó lên trên cái cục rạn nó lật ghe. Nó chìm từ đó mà lên cái lội lên cái trên cục đá ngồi cho tới trưa luôn. Chú ngồi trên cục đá luôn? Còn cục đá, tại cục đá nó có ba cái hòn, có ba cục đá lớn mặt nước à. Còn như nó chìm ở dưới á, còn khô kêu còn khô á. Nhưng mà sao chú thấy được cục đá đó? Nghe tiếng sóng. Hai thằng kia thì lội trước rồi. Ôi trời. Còn chú phải lội vòng phía bên dưới cho nó khuất sóng mới lội leo được. Dạ. Leo lên được rồi ngồi trên đó trong ngóc đợi cho tới trưa luôn. À. Chú nghe tiếng sóng mà chú biết được ở chỗ đó có cục đá luôn. Biết. Ồ hay vậy. Tại vì em sống chưa quen ở biển thì hơi chưa biết. Cuộc sống như là ở đây mình đi qua bên đó là nghe cái tiếng sóng nó vô cục đá là biết tới đá. Còn nó sóng mà nó không có đá là nó chạy khác. Nó đi nó không có cái tiếng dội. Dạ. Mỗi lần đi biển vậy thì chú lấy cái việc gì làm niềm vui? Đi biển thì chỉ có đánh bắt thôi chứ có gì vui đâu. Chú có thường hát ca đâu với anh em đâu không? Có, ngày xưa có, lúc còn trẻ. Bây giờ chú có thể hát tặng cho con với lại em Nhân đâu, mọi người một câu dùng cổ nào đó của miền Tây mình được không chú Chính? Bây giờ mấy năm nay không có hát, bây giờ không có nhớ nữa. Một câu thôi. Nói thiệt á là không có dấu giáo, nhưng mấy năm nay không có hát vô từ đảo vô tới này. Dạ. Bây giờ nó có hát lại nó không có hát á. Dạ. Tụi con hỏi thêm câu nữa ha chú. Đối với chú thì cái ước mơ lớn nhất cuộc đời của chú là gì? Nói mà ước mơ lớn nhất thì không biết cái ước mơ cái gì bây giờ. Bây giờ mình già rồi, không biết ước mơ gì, làm cái ngày sống ngày gì. Nếu có ước mơ nữa chắc không có được gì đâu. Chú thử nói ra nữa cho con tụi con nghe với. Bây giờ cái ước mơ, nếu ước có ước mơ là ước mơ của chú sống á, là làm sao cho đủ ăn, sống với con cho nó vui tới cái tuổi già vậy thôi. Dạ. Nó đừng có bị thiếu hụt vậy. Dạ. Đơn giản thôi chứ không có ước mơ nhiều. Chỉ cần sức khỏe thôi ha chú. Sức khỏe, sống vui thôi. Dạ. Là chỉ còn sức khỏe để được đi ra ngắm biển. Sống hòa mình với biển là được rồi. Hòa mình với biển vậy thôi. Dạ. Dạ chú ơi, hôm nay thì tụi con cũng có cái duyên biết được cái nghề rất là đặc biệt của chú. Và một cái khả năng có thể nói là tụi con rất là ngưỡng mộ luôn. Cho nên là hôm nay có một ít món quà nhỏ để tặng cho chú. Dạ, con xin phép là con trích của nhóm bạn anh Trường và ca đoàn Hy vọng ở Mỹ. Con xin trích là 2 triệu đồng con gửi cho chú nha. Một cái món quà động viên cho chú để chú tiếp tục con đường này, cũng như là chút ít trang trải thôi nha chú. Dạ, đây con xin gửi cho chú. Chú cũng cầu chúc cho anh em mình hết rồi sống vui khỏe, rồi trên đường công danh đạt nhiều thắng lợi hơn nữa. Dạ, của đời này. Ngoài quá từ kênh anh Bùi Hồ. Dạ, thì hôm nay cùng với em Nhân á, thì tụi con được biết đến cái khả năng của chú. Thì con đại diện cho chị Lan Đài ở Canada, gửi cho chú 2 triệu đồng trích từ quỹ của chú cầm giùm con ha. Tại con một tay con cầm máy ha. Đó, thì gửi cho chú để mà trang trải cuộc sống. Thật ra thì như thế này nè chú, tụi con này rất muốn, tại vì cái nghề biển là một cái nghề mưu sinh gắn bó của chú từ xưa giờ rồi. Thì cái công việc ở biển thì chỉ có đánh bắt thôi.
Nhưng mà đối với bản thân của con và Nhân từng nghĩ á, là năm nay chú của tuổi cũng khá là cao rồi, thì nếu như có được một mạnh thường quân nào tài trợ cho chú có được một cái cuộc sống trang trải trong gia đình, thì chú có thể nghỉ biển, nghỉ làm cái nghề đánh bắt mà chuyển sang đi ngắm biển thôi, được không? Được. Dạ. Ừ. Chú cũng mơ ước vậy đó. Dạ. Biển để sống vui với biển là được rồi. Dạ. Thì nếu như vậy thì một cái số vốn mà chú cần khoảng bao nhiêu để có thể mà mình nghĩ cái nghề đó chuyển sang một cái nghề khác? Bây giờ chú cũng chưa có nghĩ là trên bờ là mình làm được cái nghề gì mà để đổi cái nghề biển này. Dạ. Cái này phải hỏi con mới được. Phải hỏi con đó, nó làm cái được cái nghề gì. Dạ. Chứ còn thấy chú thì chắc chú không làm gì nghề này, này khác, đổi nghề khác được rồi. Dạ, phải có chưa có định hướng một cái nghề mới để mà nghĩ cái nghề hiện tại hay chú? Chưa định hướng được. Mà có nghề mới thì phải hỏi coi con nó có làm nghề gì được á. Dạ. Thì mới. Chứ còn chú trên bờ chắc không nghề, không có nghề gì khác đổi hơn nữa. Dạ. Tại vì dạ. Bây giờ muốn đi bán số cũng bán không được. Mà dạ. Muốn đi làm mướn người ta cũng sợ. Đâu có thấy làm mướn làm được, đi là như đi làm phụ hồ hay là lấy làm cuộc lưới đó cũng được. Nhưng mà mình thấy cái giá đó thì mình làm nó bắt bên với người ta cũng không tin tưởng mình á. Tại vì tụi con nghĩ là đối với chú tuổi càng cao xương khớp nó càng ngày càng yếu nè. Rồi sự lặn ngập của nó không giống như ngày còn trẻ nữa. Rồi thậm chí là có những cái nguy hiểm gìn gặp ở đằng sau như là sóng biển rồi gió biển lớn á, rất là sợ luôn. Cái biển thì nó đủ thứ hết trơn á, nào là cá cũng gai rồi bị sứa độc rồi đẻn rắn rồi đủ thứ, sóng nước nó chảy đủ cái thứ mà nó rình rập mình, cái cuộc sống mình. Dạ. Rất là nguy hiểm. Thì thôi hôm nay thì tụi con có dịp về Kiên Giang này để mà tình cờ gặp được chú, biết được cái khả năng của chú với lại cái nghề là lặn ngập bắt cá như vậy mà không lấy đường nữa. Thì tụi con thì chúc chú sức khỏe nha. Chúc cho gia đình của chú luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Và đặc biệt là chú phải giữ sức khỏe như vậy hoài. Rồi chú cầu chúc cho mấy em là sống vui, khỏe trên đường công danh mình. Đi tiến bước hoài. Dạ. Con cảm ơn chú. À, chào em. Không còn cái bài thơ Hà Thương. Là cái bên đó đó, bên cái mũi bên kia nằm về phía bên kia chỗ cái hòn khôn, thấy không? Có dạ. Hòn khôn đá bên đó. Dạ. Nó có cái bằng ve, bằng tím, cái bằng nắng của mình á. Mà cái ngày cách đây khoảng một năm trước, chú qua bên đó thấy cái bằng nó nhiều bông quá. Mà mình cũng nghe trong thơ ca ta nói cái qua bằng là cái ngoài qua của tình yêu á, qua tím á. Chú mới làm một bài thơ. Mà nếu mà nghe mà không được thì thôi, tại ngư phủ nghe em, chứ không phải là mình, không phải là nhà văn nha. Đó, chú làm cái bài thơ nói về ba hòn cò để cho sau này á, là làm cái kỷ niệm cho cái thời này, con cháu của mình. Hoa bằng tím một trời thương nhớ, ba hòn cò đẹp lắm thở hoang sơ. Gió mùa đông nghe con sóng xô bờ, em buông tóc ve sầu réo trong gió. Hạ Thương ơi tình đầu anh chưa ngỏ, nhàn bay về trên đỉnh núi Mo So. Đó, bài thơ nói về ba hòn cò. Hay quá. Đó là thơ của ngư phủ. Đang cầm má cho là vỗ tay đó. Là chú tự làm luôn. Tự làm. Dạ. Chú làm nhiều bài thơ lắm. Dạ. Tặng cho người mình yêu. Phố Kiên Tân mưa bụi bấy nhiều lắm. Trên lối mòn em có đợi chờ không? Hoa mắt mèo ngơ ngác giữa trời đông, ngàn cơn sóng tìm nhau trên biển vắng. Anh yêu em bằng giấc mơ thầm lặng, bằng mùa thu có gió đuổi mấy về. Bài thơ đó là bài thơ nói về yêu đơn phương hả? Ừ. Mùa đông thương nhớ. Dạ. Mùa đông thương nhớ. Bài của mùa đông thương nhớ. Chào em nha. Tạm biệt. Dạ. Ngày xưa mà chú học đến lớp mấy mà chú làm thơ hay vậy? Chú là ngư phủ từ lúc mà còn mới 10 tuổi giờ mà có học đâu. 10 tuổi đã xuống ghe đi biển rồi. Dạ. Hay quá luôn á. Tính cái ngày đó tới giờ là gần 50 năm rồi đó. Cái ngày xuống ghe đi biển. Là bài thơ là chú chỉ tự đọc, tự thuộc thôi chứ chú đâu có ghi ra hả? Có chứ.